Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch thầy cho con được hỏi gần đây tâm con tán loạn con rất bận nên đọc kinh không được nhiều nhưng con hay niệm phật trong đầu hàng ngày khi con làm việc và lúc con nhớ tới Phật nhưng gần đây con không hiểu sao con cứ khởi tâm niệm phật hay niệm chú là đầu con nó lại hiện lên cái không được tốt đẹp trang nghiêm thanh tịnh kiểu như con cứ đang niệm lại như có ai đó phá tâm tán loạn không tập trung không biết do con sai ở đâu nữa gần đây kiểu như con muốn niệm xong lại có ai đó giật lại như con nghĩ tới phật con niệm thì nó lại khởi cả tâm xấu bẩn nên con không dám niệm nữa con mong thầy chỉ giúp con với ạ con xin cảm ơn thầy ạ câu đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay có phật tử hỏi về vấn đề tu tập nói rằng rất bận nên không đọc được kinh nhiều nhưng thường hay niệm phật ở trong đầu Đấy, hay niệm phật trong đầu chắc là nhớ chắc là nhớ tới danh hiệu phật ở trong đầu mình trong tâm mình hay niệm phật ở trong tâm niệm phật ở trong đầu nói rằng nhưng mà gần đây thì tự nhiên cứ khởi lên cái tâm muốn niệm Phật niệm Chúa thì lại bị phá thậm chí là tâm còn khởi lên những cái niệm xấu đối với cái việc tu hành của mình nữa vân vân à, xin thưa các quý vị Ngày xưa các tổ dạy là gì? Đối với Phật Pháp Nói dễ thì cũng rất là dễ Nhưng nói khó thì cũng rất là khó Cái việc tu tập ấy Nó thuộc về mỗi người ở chúng ta Mỗi nhân duyên của chúng sinh Gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp Chứ không phải là một đời một kiếp mà có được cái nhân lành và quả ngọt để hưởng thụ ngay đâu các quý vị. Cho nên chúng ta thấy có những người họ tu tập rất là dễ, họ chuyển nghiệp rất là nhanh, họ giác ngộ rất là chóng, họ chỉ cần biết cái Phật pháp một thời gian ngắn thôi. Chúng ta thấy họ tu tập rất là tinh tiến làm được rất nhiều việc lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, đối với Phật tử tại gia hay cũng như là tăng ni xuất gia tu hành vân vân. Thì chúng ta phải biết những cái trường hợp như thế là cái nhân tu của họ đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay họ gặp duyên biết đến Phật pháp một cái là cái sự tu tập của họ nó trở lại cái nhân xưa đời trước nhiều đời nhiều kiếp trước chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là họ tu rất là dễ mà rất là nhanh thành tựu được nhiều việc lớn đem lại lợi ích rất lớn cho chúng sinh cho xã hội vân vân còn cũng có người chúng ta thấy sống rất là gì là tốt nhưng mà trong cái sự nghiệp tu hành thì gặp rất là nhiều chắc trở không cái này thì cái khác cái này chưa qua nghiệp này chưa qua thì nghiệp khác lại ủa đến làm cho họ phiền não họ đau khổ họ lo lắng sợ sệt thậm chí là thoái thất tâm bồ đề vân vân cũng có người thì không gặp nghịch duyên mà lại gặp gì? Thuận duyên quá cũng thoái thất tâm Bồ Đề. Nghịch duyên thoái thất thì chúng ta thấy nhiều nhưng mà thuận duyên thoái thất thì cũng trên thưa các vị cũng không phải là ít đâu. Không phải là ít. Khóa học của chúng tôi ngày xưa cũng có chơi với nhau mấy anh em ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại uh, Quán Sứ. Mấy anh em uh, chơi với nhau, cố bảo nhau rằng thôi, mình uh, sinh ra vào cái thời uh, mạt Pháp, gặp Phật Pháp, gặp được chính Pháp, gặp được uh, các bậc minh sư uh, cao tăng uh, đắc đạo để uh, bái uh, các ngài làm thầy thì quả thật là là khó. Nhưng thôi uh, sinh ra được xuất ra ở trong Phật Pháp, lại được Thầy Tổ cho đi ăn học, được gần gũi rất nhiều chư vị tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, các quý Thầy. Mà đương nhiên trong nhiều người đấy thì cũng có những người gì? Những bậc chân tu, những người đạo hạnh, những người trí tuệ, vân vân anh em động viên nhau gọi là gạn đục ở khơi trong cái gì mà mặt trái thì mình cố gắng bỏ đi cái gì nó về truyền thống về lời phật dạy về lời tổ giảng đem lại lợi ích cho đạo cho đời lợi ích cho bản thân cho giáo pháp cho phật giáo ở việt nam thì anh em bảo nhau cố gắng để À, thực hành không được trọn vẹn thì cũng lấy uh, 537 phần ở trong đó mấy anh em rất là uh, tán thành cái tư tưởng đó cho nên lập ra một cái nhóm mà cái nhóm là một vài uh, một số anh em là chăm chỉ uh, gọi là thôi thì uh, cái cao vời uh, ở đâu thì không cần chưa dám nói tới nhưng cái nho nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đó là ăn chay tụng kinh niệm phật ngồi thiền à, những cái à, à, gọi là rất à, phổ thông người trong à, thiền môn ấy mà chúng ta không làm được thì nói gì đến cái chuyện à, tu hành à, thành phật à, thành tổ sau này à, mấy anh em à, bảo nhau như vậy Cho nên cứ, cứ cố gắng động viên nhau Năm nhất, năm hai thì còn khá nhiều người Nói về cái đơn giản thôi Ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền Chịu khó lên các khóa lễ Theo nhà trường định ra Giữ cái đấy đã Còn cái to tát đó, thành Phật thành tổ thì chưa dám bản tới vì đang là học sinh ấy thế mà đến năm ba năm tư thì chỉ còn có vài như em thôi đến khi ra trường thì còn có hai ba như em thôi <laughs> và cho đến bây giờ thì thấy rằng nó còn ít hơn nữa vì sao vì thuận duyên quá có một vài anh em huynh đệ nói rằng về được một vài doanh nghiệp ở hậu Thuẫn họ cũng dường hậu hĩnh cho nên xây ngôi chùa Khang Trang lộng lẫy và từ đó đến giờ là bỏ bê đi cái chuyện hoàng pháp mở các khóa tu như là lúc còn đang học anh em cố gắng động viên nhau là thôi học xong rồi về cố gắng thì mở các khóa tu thì hướng dẫn cho à, mấy chục bà vãi ở trong chùa tu cũng quý rồi ngoài việc mình tu ra thì hướng dẫn cho các phật tử tu tập nữa cũng quý thế nhưng mà bây giờ thì đấy duyên nó thuận quá nhiều người mời đi cúng bái quá nhiều người mời đi làm lễ quá cho nên à, lâu lâu gặp nhau hỏi thì dạo này khóa tu của từng tọa thế nào rồi, của thầy thế nào rồi? Ôi rồi, thầy dạo này còn bận quá, hết cái nhà này đến nhà khác mời đi cúng, có ngày phải đi đến ba bốn đám, chẳng thể nào mà bỏ được. Toàn là những người gì? Những người họ thân tín, là quen, nể không đi không được. Đi nhà này rồi nhà kia lại mời, nhà kia mời rồi nhà kia nhà khác họ lại mời. Cái người này người nọ nó rất dìu nhau thế là mời đi cúng đi bái suốt ngày. Thế hỏi cái khóa tu thế nào, còn duy trì được không? có đâu thời gian nó thấy đi suốt cả ngày ấy. có đâu thời gian. Đấy, đấy là chính là gì? Là thuận duyên. Nhiều phật tử cung kính tôn trọng và mời đến làm lễ về nhà mới này, làm lễ đồng thổ này, làm lễ thất thất chay tuần ba năm bốn chín bảy tuần thất của một phật tử. Nếu mà thân thiết ra thì tuần nào họ cũng mời đến thì Một người đã mất gì 49 ngày đã mất 7 lần đến nhà Phật tử Đi làm lễ cầu siêu tùng kinh Hoặc là cúng cơm cầu siêu cho Phật tử đấy thôi Mà nhiều Phật tử thân tín kiểu như thế Thì thôi cả tháng chỉ có đi cúng còn gì nữa Đi làm lễ cho Phật tử gì nữa Tất nhiên thì mỗi người một hạnh Mỗi người một duyên Mỗi người một nguyện không phải ai cũng là giống ai nhưng mà đây thầy đang nói là mấy anh em huynh đệ mà ngày xưa cùng học với nhau đồng học với nhau mà à, bàn với nhau thống nhất với nhau rằng về cố gắng về học được cái gì thì về à, cố gắng mở các khóa tu khóa giảng cho các phật tử à, mấy chục bà vãi ở trong chùa cũng được Đấy, ngày xưa phật tử miền bắc chúng ta ở quê cứ hay gọi các phật tử là vãi từ vãi đây ngày xưa nó không xấu đâu nó chính chính là chỉ cho các phật tử sãi và vãi sư thì người ta gọi là, là là sư sãi giống như bên Campuchia bên Lào bây giờ họ vẫn gọi các sư là gì các sư là sãi sư sãi à, các sãi các vãi à, các vãi thì chỉ cho phật tử đây là từ miền Bắc chúng ta ngày xưa gọi nó cũng không phải là xấu Nên bây giờ thì thường họ ít hơn nơi hay gọi là vãi rồi chỉ còn mỗi cái chùa nông thôn đó ở nông thôn chùa nông thôn mà không có sư thì gọi các già các vãi <laughs> vẫn gọi theo cái lối cổ ngày xưa còn những chùa bây giờ mà ở nơi thành thị những nơi trung tâm và những nơi có các tăng ni chủ trì thì thường ít hay gọi là các vãi rồi gọi là các phật tử các đạo tràng vân vân theo đúng với hiến trương giáo hội đấy đang nói là mấy anh em mà huynh đệ bảo nhau như vậy nhưng mà bây giờ gặp lại thì chỉ còn có một vài anh em là duy trì được các đạo tràng Dù to dù nhỏ cũng vẫn duy trì được Còn một số anh em huynh đệ là bận đi cúng cái suốt ngày Phật tử đông Ai cũng muốn thầy đến nhà mình để làm lễ Động thổ cũng làm lễ Đổ tầng mái cũng làm lễ Ai biết đổ 5 tầng thì làm đến làm lễ luôn cả 5 tầng đến lúc từ hôm đồng thổ nhá, đổ tầng 1, đổ tầng 2, đổ tầng 3, đổ tầng 4, đổ tầng 5, rồi đến lúc uh, cất cái mái uh, tôn hay mái ngói ở trên nữa, cất nóc nữa là là là, gì? là thành 6. Xây 6 rồi xong đến lúc khánh thành nữa một lần nữa là là 7. Đến xong được 100 ngày và lễ tạm 100 ngày nữa thì là 8. Một gia đình Phật tử mà cứ thì thân tín cứ phải có các thầy đến để làm lễ cho mới yên nữa. Nếu từ A đến Z thì làm cái nhà 7 năm tầng với đổ cái mái nữa thì từ a đến z chắc bảy tám lần nữa. mất thôi hoặc là có một phật tử thân tín mà mất bảy bảy bốn mươi chín lần cứ bảy ngày lại cúng cơm một ngày đấy lại mời thầy đến cúng cơm và tụng cái bên kinh thế thì mất gì bảy lần nữa. còn thời gian đâu để tu tập còn thời gian đâu để hoàng pháp còn thời gian đâu để mà tổ chức cái khóa tu khóa giảng vân vân đấy mà ở miền bắc chúng ta này thì phần lớn là gì là nhất tăng nhất tự tức là một thầy á một chùa có thể một thầy có thể vài chùa cơ tăng đi xuất ra thì ít mà các chùa thì ở nông thôn ở quê thì rất là đông à rất là nhiều đấy cho nên đấy thuận duyên quá cũng chưa chắc đã tốt với đạo là mà quên đi cái bản nguyện của mình bản hạnh của mình bản thể của mình không đơn giản một tí nào cho nên các phật tử thấy thầy cũng may trong rủi có may cũng kể một vài lần rồi đấy ngày xưa mới về cái chùa khai nguyên năm 2003 có cái bà cụ người sơn đông đi làm dâu ở trong núi ở trong xã vân hòa đi ra cứ khóc lóc và nhờ thầy đi làm lễ hô thần nhập tượng cho hai ông bà già gần trăm tuổi chín mấy tuổi chín sáu tuổi có hai ông bà già, con cái ở hết trong miền Nam, không có ai ở nhà. Mà đi nhờ thầy trưởng Ban Thị sự huyện Ba Vì rồi, trưởng Ban Thị sự thị xã Phật giáo thị xã Sơn Tây rồi. À, các cụ đều bận, không ai đến cho được. Mà gia đình rất có tâm. Ông ấy làm một cái thất, làm tượng Phật về trang nghiêm lắm, gia đình có tâm lắm thầy ạ. Nhưng mà à, nhà nó xa, cho nên các cụ, các thầy không ai đến. Người ta rất là nhất tâm. Hai cụ đều gần trăm tuổi rồi không đi thỉnh được Nhờ con đi thỉnh cho Mình mới về cái chùa này thì Thôi thì tâm nguyện của mình là Thế hỏi gia đình người ta thế nào và gia đình cũng bình thường thôi Con cái thì làm xa hết Ông bà có cái tâm thì xây được cái thất nhỏ nhỏ để Thỉnh tượng Phật về để thờ Chứ gia đình cũng không phải là giàu có gì Thế mình nghĩ là gia đình người ta không giàu có Mà người ta làm được cái thất để thỉnh tượng Phật về để thờ như vậy là có gì? Có tâm lắm rồi Thế mình mới nghĩ rằng mục đích của mình đi về nhận những cái ngôi chùa ở nông thôn, ở chùa nghèo Để đem đạo đến với những người dân gì? Những người dân nghèo, những người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và những người có tâm Thế là nhận lời người ta đi đến Hôm đi đến nhận lời đi đến làm lễ thì Ngày xưa nó không có điện thoại Năm về đây thầy vẫn chưa có điện thoại chơi dùng điện thoại. Thế là à, là là bà vãi ở nhà nhận cái, cái 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 lễ người ta ra lễ. Mình cũng có biết đâu. Hôm đấy thì có việc họp đột xuất ở ban thị sự và giáo chân Tây. Thế mình mới bảo là đấy đi họp mới về ở đây được mấy tháng. Các cụ các thầy mời lên họp thì phải đi họp để tổ chức Phật đản chuẩn bị vào đầu tháng tư lên họp để tổ chức phật Đảng. thế hẹn gia đình người ta vào thôi cụ ở nhà bảo người ta ra thì bảo cái đầu giờ chiều đi vì không có cách gì để liên lạc với người ta vì không có số điện thoại thế là mình họp xong buổi sáng bây giờ đầu giờ chiều khoảng 1 giờ họ ra đoán đoán vào tới nơi khoảng một rưỡi họ đi đoán mình các cụ biết không cái xe nó đi bắt lợn đấy không nói thật chuẩn 100% cái xe cái ông này là ông ông đi chạy xe à, đi bắt lợn đi cái xe 81 ngày xưa ấy xe 81 ấy nó tháo bỏ cái à, cái cái thanh ngang đèo lợn đằng sau ra thế họ ra họ đèo mình đi lên cái xe nó thì cái mùi à, cái mùi đầy cho nó, nó rửa nó qua qua thôi cái mùi đầy ra như mình mình chẳng dám chê gì thì thôi à, đàn na tín thí họ có nào thì mình à, tâm thành thế nào thì mình à, dùng vậy mình cũng không được chê không không khởi tâm gì thế lên xe họ ngồi nhưng mà mùi suốt từ đây vào tới nhà họ à, vừa bước xuống nhà một cái thì mình thấy đâu có phải nghèo đâu cái nhà ở thì nhà hai tầng đẹp muốt còn cái thất thờ đâu có phải thất thờ đâu cả một cái đền thờ đó. to lắm nó phải to và để phải đến hơn trăm phải đến trăm năm mươi mét vuông mà thờ phật tầng trên tầng dưới không chỉ thờ phật mà thờ cả gia tiên thờ cả tượng của cái ông chủ nhà luôn Đấy. mà vào thì mình thấy gì con trai con gái ở đầy nhà ra ba đứa con trai đất nhà nó ở thì chia cho ba đứa con trai đất ở quanh nhà à, mấy đứa con gái đó. con trai con gái dâu rể các phật tử quanh quanh đến để phải đến cũng phải năm sáu mươi người chật cả cái sân thế mình vào mình nghe cái mùi uh, rượu mùi thịt là nồng nặc ra thế mình vào mình nói làm lễ cho họ thì họ không nói gì cả tất cả vào rất là À, chào thầy chào à, bà rồi đoán rước vô tư làm lễ xong một cái vừa làm lễ xong thằng con trai nó vào nó đứng nó chỉ mặt luôn à, ông cái sư mô cái gì ông cái dạng lừa đảo đấy sư mô cái gì à, ông hẹn với nhà tôi là lừa làm lễ buổi sáng rồi sao bây giờ ông mới mò mặt vào đây ấy thì lúc mới vào sao nó không chỉ mặt nó nói luôn như thế đi nó đợi mình lễ xong vừa lễ tạ tam tự quy xong một cái lễ tạ vừa ngóc đầu dậy nó chửi luôn <laughs> nó có kế hoạch là định bùng nhà chùa rồi <laughs> nhưng mà khổ mình có phải là vì đồng tiền đâu đi lễ chọn có phải vì vài cái đồng tiền đâu mình chỉ nghĩ rằng đi thỉnh hai sư hai thầy rồi hai trưởng ban thị sự rồi nhưng các thầy bảo không đi các thầy bảo lý do xa các thầy không đi nhưng mình không biết là lý do gì mình không biết nghe cái bà cụ ra đoán mình nói mình bà cụ nói như thế thế lễ xong nó cứ thế là theo nó chửi chửi mình bảo ơ cái chú này à, chú ở đâu chú đến đây chú nói nhà chùa lừa ông bà tao đây con trai cả của ông cụ nhà này đấy <laughs> thế bà ơ chú ở miền nam về rồi à miền nam bắc cái gì nhà tao kia kia đấy thế nó chỉ nhà nó ngay đằng trước cửa <laughs> Còn hai đứa em thôi nữa, nhà kia kìa. Đấy, thế là mình bị lừa một cái quả gọi là ngoạn mục luôn. Nó theo nó chửi, chửi mình, thôi mình chả dám nói gì, mình bảo thôi. Thì mình xin lỗi gia đình là vì sáng nay có cái việc bận đi họp đột xuất của Ban trị sự Phật Giáo Thị xã Sơn Tây. À, thầy cũng không có số điện thoại của gia đình và cũng không cách nào liên lạc được. Cho nên mới dặn bà Vãi ở nhà là gia đình ra thì bảo buổi chiều như thế chứ không phải là thầy lừa gì gia đình đâu thầy mà nó cứ thế nó chửi nó bảo lừa bố mẹ tôi bao nhiêu tiền thế mình ngỡ người mình bảo từ hôm đấy giờ tôi còn chưa thấy một đồng tiền nào của mình không dám nói ra bằng miệng mình lúc đấy cứ yên lặng thôi mà nghĩ trong bụng mình chưa thấy một đồng tiền nào của người ta mà cũng chưa thấy cái lễ của người ta ở đâu cả <laughs> hôm đi ra thì bà cụ đi ra nói hộ cái lúc đi ra đoán thì cái ông xe ôm đoán. Đấy, mình có thấy đồng tiền người ta thì cái lễ người ta to nhỏ mặt mũi làm sao nó là có những cái gì đâu. Thế mình cũng không dám nói gì, cứ thế chửi. À, chửi chán lên bắt đầu thì đến lúc đó thì cái bà cụ ra đoán mình, cụ cứ vào cụ can. Cụ can chúng nó và cụ xin lỗi mình. Bà con xin lỗi thầy là vì con phải nói dối thầy là à, các con đi xa hết thì thầy mới đi lễ cho người ta về trước đi đoán hai thầy rồi không thầy nào đi, thế trên đường đi xong mình là thôi cái việc nó qua rồi thì thôi, thế bắt đầu nó bảo là mình bảo thôi, thì lễ xong thì cho thầy cho cái chú lái xe chú đèo thầy về, thế nói ra nó bảo không xe cụ gì cả, cho nó đi bộ về. <laughs> <laughs> nó lừa đảo thì sư mô gì nó lừa đảo cho nó đi bộ về thì mình chả biết cách nào thì mình cũng phải đi gì đi bộ ra cửa đi bộ ra cửa thì bà ấy chạy theo bà bảo thôi thầy cứ để đấy con gọi xe con uh, chở thầy về gọi cái chú lúc sáng lúc trưa nó ra đoán thầy nó chở thầy về thế lúc đấy mình cũng chả nói gì mình cứ thế mình khoác cái túi mình ra cửa thế vừa ra đến cửa được khoảng 50 mươi mét thì thấy cái chú kia đi bắt con lợn về thì mình mới biết cái xe nó đi bắt gì đi bắt lợn. Nó bắt con lợn quằn ở trên xe nó nó ố thầy đây rồi thầy đợi con một tí rồi con vào con uh, bỏ con lợn xuống ra con <laughs> con đi. chờ thầy về. Đấy. Thế nó ra nó được một tí thì nó vào nhà nó bắn trong nó thả con lợn xuống nó ra thì nó còn không kịp rửa cả xe nữa. Thế bây giờ trên xe nó chưa kịp rửa thì đương nhiên còn đầy gì? Đầy phân lợn ở trên đó. Thế chả biết thế nào thì uh, mình thấy phân lợn mình à, à, không lên ngồi nhưng mình cũng không nói cái gì thế chú ấy nhìn thấy mình không lên thì bắt đầu chú ấy lấy cái cành lá chú ấy lấy cái cành lá bên bẻ cành lá bên đấy chú phất 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 đi chú ấy. dạ mời nhà chùa lên ạ à. thôi mình nhà chùa lúc đấy cũng đành phải lên đi bộ từ trong vân hòa về có biết đâu đâu ngày xưa mới lên đây này mà đi từ đây ra đấy nó phải đến là bảy tám cây số mà đi đường nó cái lòng vòng lèo vèo ở trong cái đường đê đường ấy trong trên cái đê cái đê gì này đi lòng vòng trên cái đê, đê đê của sông đồng mô này này cái đập đồng mô này nó lòng vòng lèo vèo trong đấy mình chả biết ở đâu mới lên đây thế là đi về tới nhà một cái xuống hỏi bà tuyết hỏi bà vái tuyết bà tuyết sáng người ta ra người ta lễ người ta đặt lễ như thế nào ở đâu nhiều như thế nào mà người ta chửi tôi là đi lừa người ta nhiều tiền thế bà tuyết bà bà con chẳng biết thấy chú ấy và sách cái lễ đến thì cái chú lái xe chú xe ôm này đây chú bảo cái chú này chú sách cái lễ đến thì con bảo mang lễ lên nhà tổ mà lễ thế lúc đấy thì mình bảo lên bảo cả bà vãi với cả chú xe ôm đi lên cái lễ vẫn còn nguyên năm 000 đồng và khoảng mấy bốn năm cái quả cam nó gì nó bán ở ngoài chợ nó héo rồi các quý vị một uh, quả cau và mấy lái trầu nó cũng uh, câu thì nhìn thì còn tươi tươi nhưng lái trầu thì héo mất rồi. Quả cam thì chắc nó phải bán đến cả nửa tháng nó không bán được rồi thì họ mới mua cho nó rẻ. Không nói thật một trăm Thế là thầy hỏi cái chú lái xe ôm là có phải lễ của gia đình đấy không? Bảo vâng. Thì lễ còn nguyên không? Họ bảo vâng. Họ gửi cho con năm triệu, à xin lỗi năm trăm, năm nghìn. Năm nghìn cái tờ năm nghìn năm nghìn với lại cái lễ thì vẫn còn nguyên đúng cái lễ này là lễ sáng nay con dân, đến đón thầy không gặp con dân. thế mình bảo bà và tuyết vãi lấy cái tú bóng để lại nguyên đưa cho chú mang về cho gia đình thế dân cúng phật thế là được rồi phật tổ chứng minh không có lại mang tiếng nhà chùa là đi lừa đảo người ta để để lấy tiền lấy nong thế này thế khác và cũng đồng thời từ ngày đấy là thầy thôi phát nguyện là gì? không đi cúng đi bái nhà ai nữa đi vào cái vấn đề là gì tu tập và hướng dẫn là phật pháp cho các phật tử và mở các khóa tu là từ đó đến nay là cứ thế mở các khóa tu từ chỗ là 30 người 50 người trăm người cho đến nghìn người và bây giờ phải đến hàng chục nghìn người các cụ ngày xưa nói là trong họa thì có gì có phúc mà trong phúc chưa chắc đã là phúc mà trong phúc mà hưởng phúc thì có thế lại thành gì thành họa đấy xin thưa các vị đấy là câu chuyện là có thật Sở dĩ vì sao mà thầy cũng nghĩ là đôi khi mình nghĩ rằng có khi trong họa mà mình biết chuyển họa thì nó lại thành thành gì? Thành phúc. Nhưng một vài anh em huynh đệ của thầy đi cúng suốt ngày bây giờ bỏ hết khóa tu rồi thì lại chuyển có khi phúc đấy nhưng mà có thể lại thành gì? Thành họa. Còn mình đi cúng bị người ta chửi cho, người ta đòi đánh cho, người ta bảo lừa đảo thế này thế khác. Thậm chí thì cúng xong nó còn không đoán mình không đưa mình về nó còn bảo kệ cho nó đi bộ về <laughs> thì từ ngày đấy bảo thôi chắc mình không có duyên đi cúng chắc phật phân ngôi bổ xứ là không cho mình đi cúng ấy là lần đấy đi cúng là lần thứ hai bị chửi rồi mà lần bị chửi tại chùa vạn niên của sư phụ tôi đó <laughs> thỉnh 20 thầy ở học viện ra tùng kinh à cũng uh, tuần uh, thất thất cho cái gia đình mà gia đình đấy là cái chú uh, công an công an cũng to lắm đại tá công an làm uh, trưởng một cái trại giam mẹ uh, hay là bố chú ấy mất ấy thầy lâu rồi không nhớ là bố hay mẹ sư phụ tôi uh, nhờ tôi là bảo thế mày thỉnh hai uh, mươi uh, thầy ra làm lễ tụng kinh thế thỉnh các thầy ra làm lễ vừa được một chút thôi nghe tiếng vừa mầm 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 ra đá thúng đụng đi ở ngoài cửa chùa cãi nhau âm ĩ cụ tỏi xong rồi nhảy cả vào chùa nó chửi nó giật cả lễ và nó chửi nó bảo ai cho ai ai khiến các thầy làm lễ cho, nhà, cho cho gia đình nhà tôi thì mà khổ à bố mất bố mất mẹ với là vợ thì lên nhờ nhà chùa làm lễ còn ông ấy thì lại đi xem người ta bảo phải làm cái lễ theo ông thầy thầy phù thủy ấy, để dùng cái bùa bèn chấn yểm thì nó mới hết trùng tang đó nhớ cái vụ đó rồi đấy đấy bố bố mất mẹ với là vợ với là à, em gái em rể thì à, lên nhờ nhà chùa làm lễ mà chú ấy cũng là phật tử của chùa vạn niên thân thiết lắm thế là chửi giáo luôn thế là mình là nhục thỉnh anh em huynh để cả tăng cả ni 20 thầy ra làm lễ thế chửi thì nhục thế mấy thầy lớn lớn bảo thôi gia đình người ta nhất tâm thì mình cứ cúng người ta chửi kệ người ta thế là đấy là một lần là mình nản về cái chuyện đi cúng rồi sau cái thời gian đó khoảng một năm sau thì về chùa khai nguyên này đi vào cô vân hòa cái vụ đó nữa thế là lần thứ hai thế là thế là gọi là chừa à, tạch từ đó <laughs> và chính vì vậy cho nên là thì đi sâu vào cái vấn đề khoảng pháp tu tập hoàng pháp mở các khóa tu nghiên cứu giáo lý vân vân thì bây giờ thì mới duy trì được cái khóa tu như thế này xin thưa các quý vị nó cũng là cái cái duyên cho nên thầy mới nói là trong họa thì có phúc trong phúc thì có họa như thế phật tử này đưa câu hỏi này hỏi thầy cũng kể câu chuyện này sở dĩ thấy nó cũng có thể mở rộng ra cho tất cả đại chúng chúng ta được chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu tập tinh tiến như thế này mình tốt như thế này tại sao nhân quả không công bằng phật nói nhân quả công bằng mà tại sao con là người tốt như thế này là con lại khổ thế chúng ta phải nhớ đức phật dạy nhân quả ba đời quá khứ vô lượng hiện tại và vị lai có thể vô biên v vân kiếp này chúng ta có thể là người tốt nhưng chúng ta có chắc vô lượng kiếp trước chúng ta đã tốt chưa cái nhân quả có nhân thì nhiều đời nhiều kiếp nó mới trổ quả có nhân thì trổ ngay trong đời hiện tại trổ quả ngay trong đời hiện tại nhưng có nhân bây giờ chúng ta trồng thì ngay đời này chúng ta thỏ quả nhưng có nhân trồng đời này về vậy đời sau hoặc nhiều đời nhiều kiếp sau nó mới trổ quả chúng ta học phật tin sâu nhân quả nó phải hiểu như thế cho nên bây giờ nếu là người học Phật, người tu hành, đàng hoàng, người học Phật chân chính, chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta là người tốt, rất tốt ở cuộc sống này, nhưng vẫn gặp những trái ngang, những chướng ngại, thì chúng ta phải hiểu rằng đây chính là gì? Chúng ta đang thọ cái quả báo ở nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta gây, nên an nhẫn để trả nó đi không kêu ca, không phàn nàn, không oán hận, không thoái tâm. Thế mới là người học Phật chân chính vậy. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là thì thôi cố gắng vượt qua. Nhất tâm mà niệm Phật tụng kinh và lễ bái nữa. Đừng có lấy cái cớ là gì. Con rất bận nên không tụng kinh được nhiều mà chỉ niệm Phật ở trong đầu. Niệm Phật ở trong đầu Nói thế thôi, niệm Phật được một câu là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm mạn, niệm nghi, niệm uh, tiền tài, niệm danh vọng, niệm đủ các thứ, nó được cả trăm nghìn câu. Thế làm sao mà nghiệp nó không phá? Làm sao mà uh, sự tu của chúng ta nó được uh, thành tựu uh, tốt đẹp được các quý vị? chúng ta đừng có lấy cái cớ là bận quá không tụng được kinh. Bận nó sáng ngủ dậy sớm đi một tí, tối thì không xem tivi, không quân dưa lê, dành ra một thời gian một tiếng, là, tiếng dưới là tụng xong bộ kinh có gì đâu, một biến kinh có gì đâu. Có thời gian thì tụng kinh gì kinh dài hoặc tụng cả uh, một bộ, không có thời gian chúng ta tụng một quyển hoặc tụng kinh phổ môn nó ngắn thôi. Thậm chí một uh, kinh gì nó ngăn ngắn không được đấy chúng ta phải lập thành thời khóa chúng ta còn là phàm phu đừng có phá hết tướng mà tức tâm tức phật tâm ta là phật thì tu ở đâu chẳng được cần gì phải có ban thờ phật ban thờ thần linh gia tiên mới tu được cần gì phải đến chùa mới tu được tâm có Phật thì đâu đâu cũng là đạo tràng ấy nói lý thì đúng Nhưng mà sự thì không hẳn như thế đâu các quý vị Nếu sự mà như thế thì trong kinh Pháp Hoa Phật không dạy các đệ tử của mình Như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp Rồi Tu Bồ Đề, Ma Ca Chiên Duyên, vân vân Phật không nói đến cái việc mà gì Trải qua nhiều đời nhiều kiếp các ông cúng giàng các đức Phật xây dựng tháp miếu để cúng dường các đức Phật, hộ trì chính pháp của các đức Phật sau rồi viên mãn công đức mới được thành Phật hiệu là đó, tuổi thọ bao nhiêu chính pháp bao nhiêu tượng pháp bao nhiêu à, tiểu kiếp trung kiếp đại kiếp đó vân vân. Chúng ta tùng kinh hoa chúng ta thấy cái điều đó. Rồi chư Phật đặc biệt là đức Phật đa bảo trước khi nhập niết bàn Ngài vì muốn lưu lại toàn thân xã lợi, vì muốn chứng minh cho tất cả các Đức Phật khắp trong người phương thế giới, bất cứ Đức Phật nào, Thuyết Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật đã bảo đều hiện ra trước mắt mà khen rằng, tán tán rằng, quý hóa thay, quý hóa thay. Đức Phật này đã thành đạo, đã thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật này lại gì? Lại tuyên thuyết kinh diệu pháp liên hoa nay tôi đến đây để gì để tán thán để cúng dường kinh diệu pháp liên hoa cho nên đức phật đã bảo mới dạy các đệ tử của mình rằng các ông nếu muốn cúng dường toàn thân xá lợi của ta thì sau khi ta nhập niết bàn hãy xây dựng một bảo gì một bảo tháp cao 500 do tuần rộng cúng 500 do tuần bằng bảy thứ báu và để gì để cúng dường toàn thân xá lợi của ta và ta dùng nguyện lực này để đi khắp mười phương thế giới bất cứ nơi đâu đức phật nào thuyết kinh pháp hoa ta cũng đều hiện ra trước mắt và tán dương khen ngợi cúng dường kinh diệu pháp liên hoa và đồng thời cũng hộ trì cho đức cái phật đó và chúng ta tụng kinh pháp hoa chúng ta thấy có hẳn một phẩm gọi là phẩm hiện bảo hiện bảo tháp ở trong đó cho nên trong vấn đề tu tập của chúng ta chúng ta cũng phải gì? cố gắng phải vượt qua những cái giai đoạn khó khăn qua câu hỏi của phật tử đấy thì nêu ra như vậy để chúng ta thấy có những lúc khó khăn do bản thân có những lúc khó khăn do gia đình có những lúc khó khăn do gì thậm chí là do gì quốc gia xã tắc có những lúc khó khăn do gì một tập thể đều phải vượt qua thì chúng ta phải cố gắng mà vượt qua có những lúc khó khăn do gia đình thì chúng ta cũng tìm mọi cách để mà phải vượt qua có những lúc như trường hợp phật tử nói là do bản thân thì phật tử này cũng duy nhất phải do bản thân mà vượt qua thôi mà phật tử này thì phải chịu khó để lễ sám vào thành cái quyển à, à, lễ sám về để hành sám để lễ phật đó, hành sám tức là lễ theo danh hiệu đức phật cứ nam mô phổ quang phật lễ xuống một lễ nam mô phổ minh phật lễ xuống một lễ khỏe thì lễ đứng yếu thì lễ gì lễ quỳ mà thậm chí không quỳ được thì có, có ngồi để gì để xá xuống cũng được nhưng cái tâm phải gì phải rất là thành kính mới được thậm chí không ngồi được nằm mà gì mà hướng tâm mà đọc mà quán như là mình đang lễ lễ phật thì cũng được tức là bệnh nhé không thể ngồi được mà lễ phật thì nằm mày gì mình nam mô phổ quang phật và mình dụng tâm mình quán là mình đang đang lễ lại trang nghiêm trước tôn tượng của của đức phổ quang phật nam mô phổ minh phật tức là mình đang trang nghiêm thành kính để đối trước đức ấy phổ minh phật để lễ vân vân đó đến danh hiệu đức phật nào thì mình có thể quán tưởng mình đang lễ đức phật đó đấy là phương pháp gọi là à, tu quán trong lúc gì ốm đau bệnh tật không thể ngồi được không thể quỳ được không thể à, đứng được để lễ phật mình có thể phương tiện à, dùng phương tiện đấy để, để tu cũng được đấy nên là hành sám cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho để nghiệp chướng của con sớm được tiêu trừ, để cái tâm Bồ đề của con sớm được khai phát, sớm được hiển lộ và trí tuệ của con cũng sớm được gì? Được khai thông và mở mang, nhận đâu là các pháp, đâu là chân pháp, đâu là tà pháp, đâu là chính pháp còn đâu là là ma sự vân vân để biết để theo và để bỏ chính pháp thì theo ma sự thì bỏ vân vân đấy chúng ta cái khi mà gặp chướng ngại thì cái việc tốt nhất đó là hành sám chúng ta mà tu mà hay bị buồn ngủ đấy là con ma gì ma ngủ nó bắt đấy cứ vào tùng kinh bắt đầu vào tùng kinh một cái là nó lại gật gù <laughs> Nó lại gật gù như vậy đó là con ma ngủ. Gọi là gì? Trong ngũ dục lục trần trong tứ ma thì có một, có một cái ma gọi là ma gì? Ma tham gì? Thụy miên, Thụy miên tức là ma tham gì? Tham ngủ nó làm cho chúng ta lu mờ không phát triển được cái ý chí và cái nguyện tinh tiến tu tập của mình. Cho nên nó cứ bắt đầu bình thường ra để xem tivi hay là buôn dưa lê à, lướt ra mạng, lướt web, lướt facebook, zalo thì nó không buồn ngủ. Nhưng mà cứ đọc kinh mà cái là nó buồn, buồn ngủ đấy gọi là gì? Nghiệp phá, ma nó phá. Nó không muốn cho chúng ta gì? Học Phật không muốn cho chúng ta tu đạo. Đó. Cho nên đó, những người xuất gia như chúng tôi thường thường vào chùa thì 10 người thì 7, 8 người thường thường dính cái này. Bản thân thầy cũng thế Con mắt của thầy ngày xưa là nó, Cái lúc mà đi tu làm chú tiểu ở trên chùa thầy á, Trên chùa cao trên đỉnh núi á. Thế ban ngày đi làm nhiều quá không có thời gian để để học Mà làm suốt ngày cái Một ngày đến 4 đến 6 gánh vôi gánh cát từ chân núi lên đỉnh núi Lại về là phải thổi cơm nữa Lại phải khóa lễ nữa Sáng thì dạy cảnh sách Lên khóa lễ xong rồi xuống cảnh sách ừ. Xong rồi cái ăn sáng xong lại đi làm Gính vôi gánh cát như vậy nó mệt quá Thế đương nhiên đến lúc lên khóa lễ thì nó buồn gì Buồn ngủ mà phải dậy từ lúc 4 giờ kém 15 Đánh răng rửa mặt xong thì 4 giờ lên chùa Phải đúng 4 giờ lên chùa à, Ngày xưa làm chú tiểu sư phụ của đã bắt 4 giờ là phải tiếng chuông rồi Không được muộn hơn Đúng giờ Em à, phải dậy trước 15-20 phút đánh răng rửa mặt Đèn hương sau đó đúng giờ lên chùa thì cái giai đoạn đầu á các vị biết nó nó buồn ngủ nó thiếu ngủ nó buồn ngủ ở nhà thì cứ ngủ đến 6 7 giờ mới dậy ai đi tu thì dậy từ lúc ba rưỡi bốn giờ kém rồi cho nên nó thiếu ngủ thiếu ăn thì còn có thể chịu được các vị ạ hoặc là còn có thể xuống bếp để ăn vụng được hoặc có thể lên gì tam bảo để gọi là vái vái xin gói lộc để gọi là để ăn bụng được đấy gọi là ăn bụng được đấy nhưng còn thiếu ngủ thì thôi đi ngủ sư phụ không thấy đâu thì chết cho nên chỉ có bằng cách duy nhất đó là cái lúc mà lên tùng kinh là lúc dễ nhất để cho cho chú tiểu bắt đầu là thực hiện cái hạnh gì cái hạnh ngủ gật của mình đấy mà ngày đấy thầy nó buồn ngủ quá mà mình không biết làm cách gì cho nên lấy cái hai que tăm lấy que tăm chống mắt nó lên cho nên nó mới đau mắt nó chảy máu bây giờ mắt nó mới kém nó mới yếu dùng cái khăn để lau cũng không được dùng khăn thắp nước lau cũng không được dùng cái gì cái uh, rằng gì rằng đỏ hết cả tai thậm chí nó rớm dớm cả máu nó cũng không được nó được một tí thôi đọc được một trang kinh hai trang kinh một cái nó lại gì nó lại nhắm mắt lại lúc nào không biết cho nên cái cách duy nhất đó là dùng dùng cái tâm bẻ cái tâm ra chống nó lên. Nếu mà nó muốn ngủ nó muốn nhắm lại thì nó sẽ bị gì? Đau, chảy máu ra. Đấy. Lúc trẻ tu cũng không phải cũng không phải là nó xuôn nó sẻ ngay đâu các quý vị. Cũng phải gặp ma chướng lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Còn đệ tử của thầy 10 người thì cả chín đây có các vãi ở, ở, Khai Nguyên ngày xưa, các, vãi à, hay đi tụng kinh của Khai Nguyên ngày xưa thầy mới về đây năm hai nghìn năm cái nhà tổ ở trước cửa đại tượng đây Hôm nay không có sư ông tâm đây Đấy, có sư ông bảo đây này nó đấy có sư ông tâm ông tâm là gì là con ma ngủ nó nó hành ghê nhất vừa nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ xong cúi đầu xuống mình thì ở trong cái phòng bên cạnh nhà tổ vừa nghe nhất thiết cung kính xong chả thấy cái gì nữa ra thấy còn hai ba chục uh, bà vãi cứ thế, thế chắp tay lên nhìn nhau là cười nhưng không dám cười thành tiếng cứ nhìn nhau thôi nhìn nhau này thế đệ tử của mình vừa nhất thiết cung kính xong vừa lễ được hai ba lễ một cái thì đầu không nhấc được lên nữa đấy có những hôm vừa nghe lư hương xả nhiệt pháp giấy mông quân lại thấy không thấy mõ đâu nữa ra lại thấy tiểu mày nghẹo cổ ngáy khò khò ra rồi đấy mang ngủ nhưng mà xong rồi một thời gian thôi ai thì cũng thế mất một thời gian mình vượt qua cái sự tinh tiến cái cái sự biến chế ấy thì nó sẽ tốt thôi cho nên các phật tử chúng ta gặp chướng ngại gì cũng cố gắng mà vượt qua nhiều phật tử nhắn tin hay là cho thầy nói là thầy ơi con dạo nay lên chùa tụng kinh tán tâm người thì bảo là con hay buồn ngủ người thì bảo là con tự nhiên con ghét phật ấy có những người bảo tự nhiên ghét phật không muốn lên ban thờ phật nhà mình nữa mà nó phá đấy cho nên nó phải tự mình phải cố gắng để vượt qua cách mà tốt nhất như trong bộ niệm phật thập yếu đức đề nhị tổ Dạy chúng ta là gì? Hành sám. Hành sám tức là lễ sám hối theo danh hiệu các Đức Phật như là lễ Ngũ Bách Danh à, hoặc là lễ vừa qua Thầy uh, soạn ra cái 118 lễ đấy rồi, cứ thế thỉnh về mà chúng ta lễ theo. Lễ 118 lễ là vừa luôn, khóa lễ khoảng uh, lễ chậm thì khoảng một tiếng, cả đầu, cả đuôi khoảng một tiếng là vừa. Ngày uh, lễ cho khoảng 24 khóa lễ như thế thì uh, mau, uh, Tiêu nghiệp lắm các quý vị ạ <laughs> Cố gắng nhé Ai mà nghiệp nặng tu cho một ngày một đêm tu 24 kỳ 24 khóa lễ hành sám như vậy thì chắc là nghiệp tiêu mau lắm. <laughs> Ý nói là gì? 24 tiếng đồng hồ phải chú tâm để để mà sám hối ngày có thể lên hai hoặc ba hoặc bốn hoặc sáu khoa lễ nhưng ngoài cái thời gian còn lại thì chúng ta cũng phải chú tâm ăn cũng phải để ý đừng có khởi tâm tham mà ăn đi đâu nói năng cái gì cũng phải giữ ý giữ tứ đi đứng nằm ngồi đều giữ ý giữ tứ lúc ngủ thì cũng phải mở cái bài giảng pháp hay bài niệm Phật lên và nghe hoặc và niệm cho đến lúc ngủ quên đi thì thôi mà ngủ dậy một cái thì lại niệm gì? Niệm Phật luôn Cho nên thầy đi ngủ thầy cứ hay mở Pháp mà Nhiều Phật tử hôm sau sáng hôm sau bảo thầy ơi thầy tối hôm qua thầy thức khuya thế Chắc chắc là xem trên cái thầy cứ hay mở điện thoại ấy Lúc thì mở Pháp của Ấn Tổ, lúc thì mở Pháp Ngài Tuyên Hóa, lúc thì mở Pháp Ngài Hư Vân Lúc thì mở Pháp Ngài Tịnh Không, lúc thì mở Pháp của thầy Thầy cũng nghe lại chính những bài Pháp của thầy Mình nghe lại cũng chính là để học lại một lần đã tối ngủ cứ hay mở lên như thế thì phật tử có khi nghĩ là gì chắc là nghĩ là thầy à, thầy thầy mở gì online xem mạng cả đêm hay sao thâu đêm hay sao có những hôm 3 giờ thấy người chuyển tiền à, tiền cúng giàng ấy sáng ra hỏi thầy ấy thì nhận được tiền con chưa thế mình bảo thầy cũng không biết ơ tối hôm qua con thấy thầy vẫn xem mạng mà mà không thầy mở pháp thì cứ để cả đêm như thế nghe bao giờ nghe mà nó ngủ thiếp đi thì thôi và lúc nào mình tỉnh lại một cái thì tự nhiên lại được nghe gì nghe pháp luôn đấy quan điểm của thầy ấy, như ấn tổ nói đi đứng nằm ngồi cái hành trụ tọa ngoại đều có thể tu tập đều có thể học pháp cho nên cũng phương tiện sám hối phật tổ ấy, nếu đúng trong luật tạng á thì không được nghe pháp mà nằm ngủ đâu lúc nằm ngủ không được nghe pháp nhưng mà thôi sám hối Phật tổ cái thời mạt pháp này bảo cứ phải ngồi trang nghiêm mới nghe pháp thì xin thưa với các quý vị chứ mấy người mà nghe pháp được đâu phải dừng tất cả các công việc mới được mở pháp để ngồi trang nghiêm để nghe pháp xin thưa các vị mấy người làm được như thế đâu cho nên lạy Phật lạy tổ xin sám hối Phật tổ chúng con sinh ra vào thời mạt pháp như là ngài tỉnh Am đại sư nói gì phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân Phật nhập diệt ảo não tử thân đa nghiệp chướng bất kiến như lai tịnh pháp thân hay là bất kiến như lai diệu pháp thân là như thế. Tức là gì? Có nghĩa là lúc Phật còn tại thế thì con vẫn còn trầm trầm luân trong biển khổ không biết đang ở trong cõi nào. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh chư thiên atula hay là quái quái trời cho nên mới nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân khi Phật còn thế còn tại thế thì con đang trầm luân ở trong sinh tử luân hồi kim đắc nhân thân Phật nhập diệt nay con được thân người thì đức Phật đã nhập niết niết bàn mất rồi cho nên mới than là gì ảo não tự thân đa nghiệp chướng ảo não là gì là buồn thay thương thay xót thay tự thấy thân con là nhiều nghiệp chướng cho nên mới câu chốt là gì bất kiến như lai tịnh pháp thân cho nên chẳng thấy được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ 32 tướng tốt và 80 tùy nhỏ của Đức Thế Tôn lúc Ngài còn tại thế vậy. Nay chỉ được nhìn thấy tranh ảnh thấy tôn tượng bằng đồng bằng đất bằng thiếc bằng vàng bằng bạc bằng các thứ mà nhân gian gì cung kính tôn trọng xây dựng tô vẽ đắp nặn lên để cho chúng con chiêm bái đỉnh lễ cung kính cúng dường mà thôi chúng ta thấy tỉnh am đại sư là tổ thứ 8 của gì Tổ thứ tám trong 10 ba vị tổ của tỉnh độ tông Phật giáo ở Trung Hoa, ngài rất là giỏi, rất là đạo hạnh, mà còn thốt lên như thế ở trong cái quyển khuyến phát bồ đề tâm văn ấy, thì chúng ta nghĩ xem hậu học chúng ta bây giờ so với ngài thì còn kém quá xa, kém rất rất xa. Cho nên thôi học theo ấn tổ là tổ thứ ba của tỉnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa tổ rất là gì? Nói ở trong văn sao á, trong gia ngôn lục á dạy là gì? Đi đứng nằm ngồi đều nên niệm Phật, đều nên nghe pháp và đều nên tu hành. Thậm chí tổ giảng thậm chí vào trong nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật nhưng lúc đó niệm Phật gì? Ở trong trong tâm tức là niệm thầm không niệm ra, không niệm ra tiếng không niệm thành tiếng. Đấy tổ nói là tu trong mọi lúc mọi nơi Từ đó mà suy ra thì thôi thời mạt Pháp này Sám hối Phật tổ Phần lớn chúng con là Lười biếng Bệnh tật Đau ốm Ngu si Phiền não Rồi lúc còn trẻ còn khỏe thì bận bịu là lo công lo việc để kiếm tiền nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi 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 cháu vân vân mà trẻ thì phải đi làm để phụng dưỡng cha mẹ lớn thì đi phải làm để nuôi con nuôi cháu vân vân cho nên trong cuộc sống này bảo là dành ra cái thời gian để ngồi trang nghiêm ngay thẳng mới được mở pháp và để nghe xin thưa các vị chắc phật tử 10 người thì chạy mất chín tăng ni 10 người thì nếu mà bắt phải thì phải ngồi ngay thẳng phải trang nghiêm mới được đọc sách mới được nghe giảng thì người vị xuất gia chắc thoái mất gì mất năm uh, bảy chỉ còn hai uh, ba thôi cho nên nó uh, thời mạt pháp thế mới gọi là thời mạt pháp phần đa là giải đái biếng lười chính vì vậy mà thầy mới nói thôi cầu phật cầu tổ khai cho thời mạt pháp này uh, chúng con nghe được câu pháp nào thì quý uh, câu đó lúc chúng con nằm ngủ nếu Phật mà tổ mà không cho chúng con nghe pháp thì chúng con niệm cái tâm xấu tâm tà thì sao? cho nên lại Phật lại tổ tổn một chút phúc thả hơn là không được chút phúc nào vì vậy mà sám hối Phật tổ là phương tiện cho chúng sinh chúng con ở thời mạt pháp kém phúc này à, xin được là gì? lúc đi ngủ cũng được mở pháp để nghe câu được câu không nghe loạt vào tai còn hơn là để cho chúng sinh kém phúc chúng con nó toàn niệm gì tham sân si ở trong đó nghe chúng tôi thành tâm nói như vậy phật gì? phật tổ ngài cũng cười ngài cũng hoan hỉ bảo ừ các con sinh ra vào thời mạt pháp kém phúc kém duyên nghiệp chướng nặng nề thì tôi thì cũng khai cho vậy <laughs> Theo quan điểm của một số các vị hòa thượng luật sư Thì nói rằng nhất định không được nghe Pháp Nằm mà nghe Pháp là kiếp sau thành gì? Thành rắn Xin thưa các vị Nếu mà ngồi mới được nghe Pháp Thì một trăm Phật tử thì chắc chỉ có Một hai ba Phật tử làm được thôi Cho nên chúng ta cũng phải tùy cơ tùy duyên là như thế khế lý khế cơ khế thời ở trong nhà phật chúng ta à, có cái đó có trong giới luật của đức phật thì cũng gì có khai có ra có chỉ có phạm là chỗ đó cho nên tôi mới bảo là thôi xin đức phật là khai cho chúng con ở thời mạt pháp sinh ra kém phúc kém duyên bắt ra ngồi trang nghiêm ngay thẳng mới được học pháp mới được nghe pháp thì chắc tăng ni 10 người xuất gia thì chứ bỏ bảy còn ba phật tử 10 người quy tam bảo thì có khi mất chín chỉ còn một có khi trăm người chắc chỉ còn được một hai chứ đừng nói là 10 người mất chín cho nên xin phật tổ cũng khai cho đáng lẽ đều chúng ta ngồi nghe pháp thì được 10 phân vẹn 10 trăm phần công đức nhưng tôi xin phật tổ khai cho thời mạt pháp chúng con gì phần lớn giải đãi biếng lười nếu cụ mà không khai cho thì nó bỏ đạo hết cho nên cụ khai cho thì thôi đáng nhẽ một trăm phần công đức đó cụ à, thôi trừ đi năm mươi cụ cho chúng con năm mươi là cũng được rồi <laughs> đấy không phải là tôi tuyên truyền cái gì cái xấu đó. cái sai đâu các quý vị nhưng mà xét về căn cơ về nhân duyên của chúng ta bây giờ nó như thế đấy đấy cho nên à, thôi À, các vị nào mà tinh tiến mà nghe Pháp được Ngồi trang nghiêm nghe Pháp được Thì các vị cứ ngồi để cho được cả trọn vẹn cả Trăm phần trăm công đức thập phần viên mãn Còn vị nào ốm đau bệnh tật Đau lưng mỏi cổ Đổi cho nghiệp của mình nhất thì Thôi nằm nghe Pháp thì cũng được Chắc không được năm mươi không hai ba mươi cũng được Hai ba mươi không được thì 10% phần trăm cũng được mà 10% cũng được thì 1% cũng được các quý vị 1% cũng được Thay bằng các quý vị xem tivi Mở tivi Nghe nhạc Mở những cái bài hát nó rên rỉ Nó chiến tranh Nó đau thương Nó loạn lạc Vân vân Hay là mở những cái bài Nhạc gọi là nhạc bốc nhạc trẻ Bây giờ modern, đen tắc kinh Nhảy xùm, xình xịch ra với nhau đó Thì thay vào đó chúng ta mở gì mở pháp để nghe. Vậy có phải rằng nó chẳng à, tốt hơn không? Nó tĩnh tâm hơn không? Cho dù một bài pháp chúng ta không nghe được hết, nghe được một chút xíu thôi cũng được, vào trong đầu chúng ta, vào trong gì? Trong tâm khảm của chúng ta nó gì? Từ chỗ gì? Từ chỗ nhĩ căn thông qua thằng ý căn rồi thông qua cái anh a à, anh mạt na thức là thức thứ bảy đó gọi là truyền tống thức đó nó đem vào trong a à lại gia thức là thức thứ tám chúng ta tức là cái kho đó a à lại gia thức còn gọi là tàng thức tàng thức còn gọi là cái kho nó đem cái chủng từ thiện đó qua căn tai thông qua anh ý thức nhận biết tiếp nhận rồi thông qua anh gì ý thức à rồi ai bánh anh mạt na thức là anh truyền tống thức đó đưa vào trong cái kho tàng thức cất giấu ở trong đó một ngày nào đó một kiếp nào đó nó đủ duyên nó bung ra và trở thành gì thành mầm non rồi lớn lên thành cây to đơm hoa kết trái và thành thành phật đó cho nên xin thưa các quý vị thôi cố gắng và vượt qua nhé ai gặp chướng ngại gì cố gắng vượt qua nhé bất cứ cái gì nếu chúng ta chịu khó hành xám, chịu khó chỉ trai giữ giới phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn bệnh tật vân vân gì đó thì nó cũng khiến cho chúng ta tăng phúc vậy, giảm tội vậy các quý vị.